Xin chào tất cả quý vị và các bạn khán giả trẻ trên kênh YouTube Về Miền Tuyết Trắng. Hôm nay đã quay trở lại với kênh YouTube Về Miền Tuyết Trắng nhé. Và mình là Thanh MC. Hiện tại thì mình đang sinh sống và làm việc tại thành phố Ekaterinburg, vùng Uran của nước Nga đây. Và ngày hôm nay thì cũng như những các cái ngày khác, sau khi hết giờ làm việc tại trung tâm thương mại buôn bán của người nước ngoài lúc 17 giờ 5 giờ chiều thì là trung tâm thương mại đóng cửa, thì là anh em chú cháu chúng tôi đi về nhà. Và bây giờ thì lúc này là đã là 18 giờ 30 phút rồi. Và hôm nay thì mình cũng đi ra đây để review cho tất cả quý vị và các bạn khán giả trên kênh YouTube về một trận bóng. Sở dĩ ngày hôm nay cũng là ngày thứ năm giữa tuần thì là hôm nay là mọi khi thì là mình cũng cứ hay giới thiệu đùa vui mang tính chất giải trí đến tất cả quý vị và các bạn khán giả trẻ trên kênh YouTube của Thanh MC đây, là hay nói là câu lạc bộ Cam Đường Canh của Hưng Yên và câu lạc bộ Bưởi Da Xanh của Thanh Hóa. Mình cũng xin nói đùa với cả các bạn là như vậy, bởi vì là bên này thì sau những các cái giờ làm việc đấy thì là anh em chú cháu chúng tôi là hay tổ chức những các cái trận bóng như này, vừa mang tính chất thể thao, nó vui, nó khỏe người. Và ngày hôm nay thì cũng là một trận bóng chia đội ra, đội già đá với đội trẻ, để cuối tuần này là anh em chú cháu tổ chức liên hoan một bữa để cho một số cầu thủ về Việt Nam ăn Tết cùng với gia đình. Cho nên hôm nay mình ra đây mình quay để gửi đến tất cả quý vị và các bạn khán giả trẻ trên kênh YouTube của Thanh MC biết được nhé. Và xin mời tất cả quý vị và các bạn hãy cùng Thanh MC để theo dõi trận đấu ngày hôm nay nhé. Lúc này thì tất cả các cầu thủ đã ra sân và đã có mặt hết rồi. Và mình thì cũng đã hôm nay đã đi ra đây rồi. Và trận đấu thì mang tính chất giải trí vui thôi nhé các bạn nhé. Chứ không phải nhiều bác có khi lại bảo là Thanh MC cũng phép nói, nhưng mà nói như thế nó mới vui các bạn. Như vậy nó mới trẻ trung mới vui được. Đây trước mặt là màn hình quý vị. Bình Giang, Hải Dương, Tuấn Anh. Đấy. Hà Đồng, Hà Tâm là đến từ Hà Trung của Thanh Hóa. Nguyễn Tuệ cũng đến từ Nhẫn Nồng, Hưng Yên. Xuân Trường thì đến từ một vùng đất đầy nắng và gió, Quảng Bình của quê ta ơi. Tiến Ninh thì đến từ Sầm Sơn của Thanh Hóa. Phạm Minh Tuấn thì đến từ quê hương Hưng Yên, Nhẫn Nồng. Anh em Hà Đồng, Hà Tâm. Đỗ Xuân Minh cũng đến từ Nhẫn Nồng, Hưng Yên. Và Nguyễn Tuyên là đến từ cố đô Hoa Lư, Linh Bình các bạn nhé. Chia tay cho một số các cầu thủ để rất tết. Thế Tiến Ninh này dự bị à, không có xuất đá chính à?
chuyên gia dự bị mà. À, Tiến Ninh dự bị, Nguyễn Tuyên dự bị. Trận đấu bây giờ được bắt đầu rồi nhá các bạn nhá. Bây giờ bắt đầu ra bóng rồi. Xin mời quý vị và các bạn khán giả cùng theo dõi trận đấu trên kênh YouTube về miền tuyết trắng của Thanh MC nhá. Đây, phía bên kia là cầu thủ Phạm Minh Tuấn và Hà Tâm, Tuấn Anh, Nguyễn Quang Tú, Xuân Trường. Và phía bên này thì có Nguyễn Quang Lâm này, Thảo Ma này, Hà Đồng này, Nguyễn Tuệ này và Bùi Văn Hà, thủ môn. Bùi Văn Hà là thủ môn. Phía bên kia đội trẻ thì có Nguyễn Quang Tú là thủ môn. Lúc này thì Hà Tâm đường phạt bóng lên rồi. Hà Đồng vừa mới phạt bóng lên và Nguyễn Tuệ đừng có bóng rồi. Nguyễn Quang Tú đã đẩy bóng ra. Hà Đồng, Hà Tâm, Hà Tâm đã bị ngã rồi. Phạm Minh Tuấn hiện nay đừng có bóng rồi. Bây giờ thì Hà Tâm đường phạt bóng cho bên đội già nhé các bạn nhé. Hà Đồng và Hà Tâm là đá cặp. Vào! Xuân Trường! Vào! Không vào được. Phạm Minh Tuấn đã lấy được bóng rồi và Nguyễn Quang Lâm đã đưa bóng cho Nguyễn Phạm Minh Tuấn hiện nay đứng có bóng. Xuân Trường vào. Hà Đồng đã đẩy được bóng ra ngoài rồi. Đi theo người. Hay. Bắn lên luôn. Bắn lên luôn, bắn lên luôn. Cứ bình tĩnh đá là chuyện hết. Rồi hay lắm. Bắn luôn, bắn luôn. Bắn vào. Rồi ôi, quả bóng đẹp quá mà không vào được. Huấn luyện viên đội này giống cơn mẹ chứ vậy thôi. Đây các bạn thấy đây, sân bóng này vẫn còn đầy tuyết đây. Tuyết trắng đây, rất là lạnh. Đây là một số gọi là cầu thủ đứng ngoài dự bị ở bên ngoài đây. Tiến Linh các thứ rồi Nguyễn Tuyên rồi Đỗ Xuân Minh đứng ở ngoài dự bị hết nhé. Còn một số anh em là đã vào đá chính rồi. Đá mạnh lên, ngày mai sẽ có xoang lẩu cá tầm. Bóng đã vào. Một trái cho đội trẻ. Trời rất là lạnh như các bạn nhé. Các bạn thấy đấy, ai cũng đi găng tay nhưng mà mình đây, tay mình gọi là không đi găng tay, gọi là rét cóng hết cả tay rồi. Hiện nay thì Thảo Ma đương phạt bóng lên rồi. Sau cái trận Việt Nam anh em chú cháu mình đá xong thì lại đến lượt người Tajikistan nhé. Họ cũng thuê sân đây họ đá các bạn. We'll be right back.
không được cãi nhau. Hơ đâu. Vừa rồi thì Phạm Minh Tuấn đã ghi được một trái cho đội trẻ rồi. Và Bùi Văn Hà đã để thủng lưới. Và bây giờ thì tiếp tục ra bóng này các bạn. Làm sao? Mỏi miệng lắm. Huấn luyện viên mỏi miệng á? Vâng. À, Tiến Linh coi là làm huấn luyện viên là đứng ở nhà ngoài rất là mỏi miệng. Xuân Trường đâu? Hà Đồng đã đánh được bóng ra ngoài rồi. Qua thôi được. Bắn luôn. Phạm Minh Tuấn. Lên. Bắn luôn. Bóng đã đi ra ngoài. Và hiện nay thì là tỷ số vẫn đương là 2-0 nhá các bạn nhá, nghiêng về đội trẻ. Cứ bắn lên đi, đừng chuyền về. Đã sang. Vào. Không vào được. Xuân Nguyễn Quang Lâm đã không là thực hiện được một đường bóng và Hà Đồng đã đánh chặn mất rồi.
nay chờ bơm CC mà. Hôm nay Hà Đồng với cả Hà Tâm là coi là chưa có gì là được xuất sắc lắm trong trận ngày hôm nay. Nay chưa có nồng độ cồn chưa ạ? Chưa nồng độ cồn vào thì mới được. Chưa có nồng độ cồn á? Chưa có vitamin U ngang đúng không? À, phải có vitamin U ngang vào thì chạy nó mới khỏe đúng không? Đấy. Thời tiết lạnh này coi này. Chuông áp vào. Lên. Bây giờ thì đội trẻ sẽ được hưởng một quả phạt. Vừa rồi thì đã bị bóng đã bị manh và tay của Nguyễn Tuệ. Tú ơi, tham thế. Mày cứ sân dưới sân nhà mình đi. Bóng đã không vào rồi. Rồi thì Nguyễn Minh đã vào thay cho Nguyễn Tuệ. Nguyễn Tuệ ra ngoài nghỉ giải lao và Nguyễn Minh vào thay cho Nguyễn Tuệ. Xuân Trường, Nguyễn Lâm vào rồi, thế là 3-0 cho đội trẻ rồi. Đội trẻ đã thắng đội già 3-0 rồi. Tuấn Anh lên. Xuân Trường. Xuân Trường đã đếm bóng rồi. Hà Tâm đã bị ngã rồi. Quả bóng vừa rồi đẹp quá mà Hà Tâm đã bị ngã và Thảo Ma hiện nay đương phạt lên. Tiếp tục một quả phạt góc. Đã ra ngoài và tiếp tục một quả nữa. Tuấn Anh. Hà Đồng lên. Thảo Ma rất là nhanh. Ở bên này mùa này mà thuê sân ở trong nhà thì cũng thuê được, nhưng mà từ ở khu vực nhà mình mà đi ra đến cái khu vực mà thuê sân đá trong nhà rất là xa, cho nên là anh em chú cháu là không thể đi được, chỉ thuê sân ngoài trời ở gần những các khu chung cư nhà mình ở thôi nhé các bạn nhé, cho nên là mới tranh thủ đá thôi. Đã để mất bóng rồi. Hà Tâm này để mất rất là nhiều cơ hội mà coi như là dành cho Hà Tâm mà Hà Tâm không thể tỏa sáng được. Xuân Trường đã lại ghi một bàn tiếp nữa cho đội trẻ rồi. Và hiện nay là 5-0 rồi. Bốn trái. Thank you.
Tuấn Anh. Ui giời, anh em kiểu như dính ăn à? Không vào, Phạm Minh Tuấn đã không ghi được bàn. Quả bóng đẹp quá mà không vào được. Bây giờ Nguyễn Tuệ đã vào thay cho Bùi Văn Hà ra ngoài nhé. Bây giờ Nguyễn Tuệ làm thủ môn. Tay mình cứng hết rồi các bạn, cho nên là mình phải đi găng tay vào rồi. Không thể chịu nữa. Các bạn thấy đây, phải đi găng tay len. Không thể chịu được. Cứng hết tay à? Này là đường âm 12 độ. Nhiệt độ đường âm 12 độ, rất là lạnh. Ngày hôm nay không có gió nhưng mà coi như là thời tiết nó rất là lạnh luôn. Bây giờ thì Nguyễn Quang Lâm đường phạt bóng lên rồi. Chè xanh đây, rót ra mà uống. Ở trong ấm ấy. Đây, anh em chú cháu tôi đi là mang hai phích chè xanh pha sẵn từ nhà ra. Cả nước lọc, nước cho các cầu thủ uống, chuẩn bị hết từ nhà. Mang vào. Bóng đã vào rồi. Bây giờ hiện nay đường là 5-2 rồi. Hiện nay đường là 5-2. Vừa rồi thì bên đội giả đã ghi được hai trái. Và mình vừa mới nghỉ ra mình uống hộp chè thì bên đội giả đã ghi được hai trái rồi. Vũ Linh vào tí đi, cho nó ấm người. Tiến Linh vào đi. Nguyễn Tuyên vào rồi à? Nguyễn Tuyên đã vào rồi. Ôi giời, Xuân Trường đánh đầu quả đẹp quá mà không. Ơi, lại vào rồi. Thế là bây giờ là đương là 6-2. Phạm Minh Tuấn đã ghi thêm một trái cho bên đội trẻ. 6-2 rồi, hiện nay đang là 6-2. Ôi giời ơi, bóng quá không vào. Thế là hiện nay đương là 6-3 rồi. Vừa rồi thì bên đội già lại ghi thêm vào một trái nữa. Hiện nay đương là 6-3. Ông vào. Không.
các cầu thủ hiện nay đương tranh nhau bắn bóng rất là ác. Ôi, Hà Đồng đã sút ra ngoài luôn. Vào rồi. Thế là hiện nay đường là 6-4 rồi. Tiến Ninh thì bây giờ đã vào sân rồi nhá. Tiến Ninh đây. Tỷ số hiện nay đương là 6-3. Nghiêng về bên đội trẻ. Đội trẻ 6, đội già 3. Xuân Trường thì hiện nay đã ra ngoài nghỉ giải lao để cho Tiến Ninh vào thay. Hiện nay thì hiệp 1 đã kết thúc và đổi sân rồi. Bên phía tay trái là đội trẻ và bên phía tay phải màn hình là đội già nhé các bạn nhé. Hiện nay là tỷ số là đương là 7-5, nghiêng về bên đội trẻ. Sang hiệp 2 thì Tiến Ninh có những đường bóng rất là đẹp. Tiến Ninh! Tiến Ninh lên đá tiền đạo nhưng mà lên hơi cao. Bây giờ phải kéo thấp xuống, đá thấp. Nguyễn Quang Lâm hiện nay đường có bóng lên rồi và đã bị Hà Đồng đánh chặn mất rồi. Hà Đồng đâu lên? Xuân Trường! Nguyễn Quang Lâm, ôi bóng đã đi ra ngoài mất rồi. Xuân Trường đâu? Xuân Trường không thể tỏa sáng được. Xuân Trường, Tiến Ninh, Tiến Ninh cũng không làm gì được. Thảo Ma, bóng đã đi ra ngoài. Thảo Ma đá rất là nhanh mà bóng đã đi ra ngoài. Phạm Minh Tuấn đã có bóng. Hiện nay thì tuyết lại bay rồi nhé các bạn nhé. Tuyết lại bắt đầu rơi nay phay rồi. Tuyết lại rơi nay phay rồi, lạnh này mà tuyết rơi. Thay người nhá, chuẩn bị thay người nhá. Hết thôi. Còn luôn. Hà Tâm. Hà Tâm đã không. Hai người cả. Bây giờ Nguyễn Tuệ ra để cho Đỗ Xuân Minh vào thay cho Nguyễn Tuệ. Và Tuấn Anh thì cũng đã vào sân rồi. Tuyết rơi nặng hạt rồi đấy. Đây, các bạn thấy đây, tuyết lại bắt đầu rơi. Xuân Trường.
Okay. Ôi, Hà Tâm đã ghi một quả bóng rất là đẹp cho bên đội già nhá. Và hiện nay là tỷ số đương là 7-6 rồi. Đương cách nhau là coi là một trái giữa đội trẻ và đội già. Hiện nay là đương là 7-6 rồi. Bình tĩnh, tất cả bình tĩnh hết. Lại có một trái nhá. Bây giờ là đường cách nhau một trái giữa đội trẻ và đội già. Và bây giờ thì một quả phạt góc. Tỷ số hiện nay đường là 7-6 rồi các bạn ạ. Còn cách nhau một trái nữa thôi. Đội bên đội già đã gỡ được Hà Đông. Hút. Hay lắm. Góc. Bây giờ thì bên đội già đương được hưởng một quả phạt góc. Hà Đông đã ra ngoài nghỉ rồi để cho thay người vào. Nguyễn Quang Lâm là hiện nay đường bị chấn thương. Thanh niên là cầu thủ dự bị đang khởi động bắt đầu vào sân nhá. Thanh niên Suy đang khởi động bắt đầu vào sân thay cho tiền đạo Nguyễn Anh Tuấn. Tuyết bây giờ bắt đầu rơi các bạn nhá. Tuyết lại bắt đầu rơi rồi các bạn ạ. Trên sân vận động là các cầu thủ vẫn đá nhá. Tuyết bây giờ bắt đầu rơi này các bạn thấy đây. Kèm tuyết cả luôn kìa anh ạ.
Lên đi. Đấy, Nguyễn Quang Tú đã đỡ được một quả bóng rất là đẹp. Ta sang, ta sang, hay lắm. Chuyền cho anh đi. Ok. Ra bóng với quả rồi. Cá nhân bóng rồi. Kẹp người đây, chó áp vào, áp vào đây, các bạn áp vào, các bạn vào. Hà Đông lên. Ôi giời ơi, sân bóng hiện nay là tuyết đã rơi xuống rất là trơn các bạn. Wow, thế là bây giờ là hiện nay là đường là 7-7 rồi à? Tỷ số hiện nay là đã gỡ hòa là 7-7 rồi. Sân bóng quay là rất là trơn, tuyết rơi xuống quay như là các cầu thủ chạy quay là toàn bị ngã rồi các bạn. Sân bóng đó, tuyệt vời, rất là trơn luôn. Chó khỏe hơn. Phạm Minh Tuấn lên. Xuân Trường, ôi đẩy mất bóng rồi. Ôi rồi ôi, quả bóng đẹp quá. Nhìn người, nhìn người, nhìn người. Tất cả bình tĩnh, cứ bình tĩnh. Xuân Trường, Nguyễn Quang Lâm. Trường theo, theo luôn, cứ theo đi, theo, cứ theo, cứ ép vào. Ôi giời ơi. Chó đâu? Vào rồi. Thế là đội già thắng đội trẻ rồi, 7-8-7 rồi. Sân bóng trơn quá cho nên là không thể tranh bóng, không thể được. Mặt sân thì các bạn thấy tuyết phủ quay là kín hết rồi, rất là trơn.
coi là rất là găng. Bởi vì là khi mà đội thua đội thắng là phải coi là chi tiền để ăn nhậu, cho nên là cãi nhau rất là mạnh. Manh rồi, bây giờ bắt buộc quay là tôi phải nhường cho đội thắng quả phạt. Ui rồi, tiếp tục một quả phạt góc Nguyễn Quang Đăng đưa bóng rồi. Trận bóng đã kết thúc rồi, hiện nay là tỷ số là 8-7 nghiêng về đội nhà và trận bóng đã kết thúc rồi. Và Thanh MC cũng xin kết thúc cái video tại đây nhé. Xin hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video trên kênh YouTube về Miền Tuyết Trắng tiếp theo. Không phải là cố ý, đá bóng đã quả đấy 50-50 cắt bóng thôi.